Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiếng. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, miền Bắc tiếp tục trời khô ráo hơn. Thế nhưng, chỉ còn ở khu vực phía đông Bắc Bộ vẫn đang duy trì tình trạng nhiều mây, có mưa nhỏ kèm theo đó là hiện tượng sương mù. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, một đợt không khí lạnh mới tăng cường xuống nước ta, tình trạng rét đậm rét hại tiếp tục xảy ra ở vùng núi phía Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ảnh hưởng lớn của đợt không khí lạnh này sẽ gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng. Cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Vì thế, tình trạng mưa ẩm ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ vẫn tiếp tục kéo dài nhiều nơi. Riêng khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc có thể có mưa vừa, có nơi có mưa to kèm theo dông. Do có mưa nên nhiệt độ ngày mai ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ vẫn duy trì ở mức thấp từ 16 đến 19 độ. Trong đó, ở các tỉnh thành phố, khu vực phía Tây Bắc Bộ chuyển sang tình trạng mây nhiều có lúc có mưa. Nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực này chỉ còn từ 17 đến 20 độ, riêng khu Tây Bắc từ 22 đến 25 độ. Dự báo từ đêm mai ở Bắc Bộ trời tiếp tục rét, vùng đồng bằng có nơi rét đậm, vùng núi và trung du rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 đến 14 độ, vùng núi từ 8 đến 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ và có khả năng xảy ra băng giá mưa tuyết. Lưu xuống khu vực miền Trung, trong ngày hôm nay ở các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ vẫn còn tình trạng nhiều mây, có mưa nhỏ và mưa phùn nhẹ vào lúc sáng sớm. Đến trưa chiều trời tạnh ráo và hưởng nắng nhẹ làm cho nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam. Dự báo từ đêm nay đến sáng sớm ngày mai, thời tiết sẽ có những thay đổi rõ rệt là do khối không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ. Đến trưa chiều mai, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh giảm mây. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này là từ 18 đến 21 độ, còn ở các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế trời tạnh ráo, nhiệt độ cao từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận nắng nhiều hơn nên nhiệt độ cao từ 28 đến 31 độ. Lưu xuống khu vực phía Nam, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục với thời tiết mùa khô, ngày nắng nóng và kéo dài đến chiều tối làm cho nền nhiệt ở hai khu vực này đều tăng cao. Dự báo trong ngày mai trời nắng mạnh và kéo dài. Nhiệt độ ở khu vực vùng cao Tây Nguyên duy trì ở ngưỡng từ 28 đến 31 độ. Trong khi đó, ở khu vực Nam Bộ nắng nóng xảy ra trên diện rộng, với mức nhiệt độ ở khu vực Nam Bộ cũng ở mức cao từ 32 đến 35 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, hiện tượng thời tiết đáng lưu ý nhất đó là ở khu vực vịnh Bắc Bộ xuất hiện tình trạng sương mù và sương mù nhẹ, khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1 km. Ngoài khơi khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió chuyển hướng Đông Bắc đến Đông, cường độ giảm còn ở mức cấp 4. Khu vực phía Nam của Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa có gió Đông Bắc ở mức cấp 4 đến cấp 5, mưa dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Dự báo từ gần sáng ngày mai, trong đất liền Bắc Bộ có gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Từ trưa chiều mai, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7 giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền trên cả nước trong ngày và đêm mai 13 tháng 2 năm 2022. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ, đêm có lúc có mưa, mưa rào, gió nhẹ, trời rét, với nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 18 độ. Chuyển sang thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông,
đêm cục bộ có mưa vừa mưa to, trời rắc. Riêng Điện Biên, Lai Châu, sáng và đêm, trời rắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ, riêng khu Tây Bắc từ 22 đến 25 độ. Dự báo thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Riêng vùng núi và trung du có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm có mưa, mưa rào cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trời rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Với nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ. Lưu xuống, thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác, phía Nam có mưa vừa, gió nhẹ. Phía Bắc trời rác, phía Nam sáng và đêm trời rác. Với nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 16 đến 19 độ, phía Nam từ 19 đến 21 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 18 đến 21 độ, phía Nam từ 20 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Chuyển sang thời tiết khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Với nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ. Chuyển sang thời tiết khu vực Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Bản tin dự báo thời tiết trong ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.